Vậy nói ra là chị Quỳnh Hương nhỏ hơn anh Quốc nhiều hả? À, đây dần, đây tị. Trời, thường là ta tứ dần hành xung mà lại tị không... hợi tứ hành xung mà không có xung. Bởi vì gây lộn rất nhiều. Giận bỏ đi liền luôn á. Cắt vai luôn. Anh giận dở là anh cắt vai Quỳnh Hương luôn. Anh đổi người khác lên đóng. Rồi Dông bảo còn hơn nữa. Nếu mà chương trình cho phép là còn thêm một người nữa. Đáng lẽ là mối quan hệ tay ba. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng. Trời đất ơi. Đó là cùng với cô này. Hồi xưa là ba anh em chơi quý nhau ở cái nghề. Một cô đào chánh cùng với lại hai ông bà già. Có ba người giận chồng chéo. Giận đó. Vòng tròn vậy đó. Rồi cuối cùng không bỏ nhau được. Dự tính của 20 năm sau là nếu như mà hai đứa giận ế như bây giờ thì sẽ về sống chung ở một cái miếng đất cạnh bờ sông. Hữu Quốc ở đầu làng, Quỳnh Hương ở cuối làng, Mỹ Hằng ở giữa làng. Ê, em về sống chung được. Đối với em anh Quốc là khó tính á. Đúng không chị? Đúng rồi. Quỳnh Hương khó hơn, khó chịu luôn. Chính xác. Có những cái nguyên tắc mà bản thân anh á, anh khó mà anh nhìn thấy cô ấy còn bực bội nữa. Ăn uống phải đúng giờ, uống giấc, rồi giờ nào uống thuốc. Em ăn đồ ăn ngon cách mấy em bày một bàn, nhưng mà đúng chưa đúng giờ là cô ấy cứ ai cứ ăn cái đến giờ cái bưng cái hộp rồi rau rồi gì cái ăn uống rồi mà cảm thấy ngon. Một phút nữa đó mà tới 12 giờ cũng chưa ăn nữa, đúng 12 giờ mới ăn. Không phải, bởi vì cái cơ thể của Hương á nó giống như đồng hồ sinh học vậy. Nếu nó chệch cái quỹ đạo mà mình đã đặt ra rồi á là nó khó chịu, cái bao tử nó chịu không được. Đó, nên buộc lòng mình phải khác người thôi. Thím hai già này, thím hai nội cái một phút nữa thôi mình đó là đã già rồi. Mà cứ lúc này tại sao người ta phân nó mới ông dây bà già hoài về anh Quốc. Bây giờ chị nói cái đó theo cái kiểu trẻ trung coi. Thử coi. Thì bởi vì mình quen rồi, cứ đúng 12 giờ á là cái giờ mình ăn, nếu mà mình không ăn á thì mình sẽ bị đau bao tử. Trở lại cái cũ đi, cái này nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm. À, kỳ hả? Vậy bỏ, khó quá bỏ qua. Bị sợ quá chị. Trong mắt của chị anh Hữu Quốc là người như thế nào? Thấy bình thường vậy ha, tại vì thích chơi với nhau thôi à. Ảnh nói cứ bảo là tao với mày đâu có hợp nhau gì, sao chơi với nhau. Một cái tình bạn đối với Hương suy nghĩ không phải do hợp tính là hiểu ý, mà là một người bạn. Có khi một người bạn chỉ là người đó chịu chấp nhận những cái xấu của mình, rồi tha thứ ha, xây dựng cho mình những cái gì đó tốt hơn và chấp nhận nhau, tốt với nhau vô điều kiện. Đó là một người bạn. Và ngay bây giờ, đây là góc dành cho khán giả hay đặt câu hỏi đi. Chúng ta hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Câu hỏi đầu tiên của khán giả dành cho anh chị đó là: điều mong mỏi của anh chị cho nghệ thuật cải lương hiện tại là gì? Trong năm nay, anh chị có tham gia dự án cải lương hay một tác phẩm cải lương nào mới không? Hữu Quốc và Quế Trân kỷ niệm 20 năm đoạt giải Trần Hữu Trang. Còn cái dự định thì ở cái sức mình á, sức mình làm không nổi, mà nó phải nhiều cái cánh tay với một cái vở diễn đàng hoàng, tử tế. Có như vậy thì mình mới làm được nhiều cái việc nữa. Ở đâu có Hữu Quốc, ở đó có Quỳnh Hương. Có bao giờ điều này lại thành sự hạn chế của anh chị khi có cơ hội kết đôi với những người nghệ sĩ khác không? Hương thấy là không có ảnh hưởng gì hết. Anh Quốc cũng chỉ để dành cho Hương một cái vị trí mà thích hợp với Hương. Trong mắt mọi người hồi xưa giờ Hương là thằng trai, không phải phụ nữ. Với là mỗi lần mà đoàn đi diễn ở đâu đó, Hương một mình về mặt tà lõn, cái nắm phóng tự trên phóng cái ao xuống. Cái anh Quốc ảnh ở phòng nào cái sách cái giỏ đi theo, không có chịu diễn luôn. Đi tập tuồng cũng vậy, xuất hiện đâu chọn có chút phấn chút son lên. Tôi bận bộ đồ thích, Quỳnh Hương bận đồ trắng lắm. Nó bận đồ vậy cho nó ra nữ tính tí xíu chứ. Trời đất ơi, gì đàn ông dữ vậy Hương. Nhưng mà thật sự ra là Quỳnh Hương nói đúng. Tại vì Quỳnh Hương vẫn đi diễn chung với là anh Trung Dân mà. Đúng Quỳnh Hương nói là Hữu Quốc chơi thân vậy thân, nhưng mà đặt vai là bà đặt cho đúng.